Hai, Mận xin chào ông bà, cô chú và anh chị em nha. Thì hôm nay Mận thèm món heo quay, bánh hỏi. Thì thèm đâu làm ăn đó nha, ông bà, cô chú. Thì thôi Mận cũng xin mời ông bà, cô chú cũng như anh chị em cùng thưởng thức với cái món heo quay mà Mận vừa làm. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây chắc ông bà, cô chú cũng như anh chị em gần xa cũng thấy cái miếng heo quay Mận làm rồi nè. Rất là giòn và ngon, còn này là bánh hỏi ăn kèm chung với lại rau sống cũng như là cái chén nước chấm chua ngọt cay cay nha ông bà cô chú, khá là ngon luôn. Thì thôi bây giờ mình sẽ ăn. Cái da nè, cái da mặn làm giòn mà sắc ra cái nó bị rớt. Này là nước mắm. Bỏ kèm chung với tí rau. Giá. Đây là rau rau răm. Còn rau thơm thì có mấy cọng mà bằng lạc nó bị hư hết á, ông bà cô chú. Nó giòn, ngon. Cái da nó giòn rụm luôn á cả nhà. Mà cũng có chia sẻ mấy cái clip mà quay cách quay heo quay làm sao cho nó giòn ngon á, nếu ai thích thì cứ vào cái video cũ Mận xem nha. Ai thích quay theo cái kiểu da giòn như vậy nè, đơn giản lắm cả nhà. Này vừa có thịt vừa có da, mà ăn thử cái miếng thịt nó hôm nay ướp có dừa hay không, nãy giờ ăn da không à. Da thì mặn ướp nó vừa ăn nha. Cái thịt thì mặn ướp nó hơi nhạt chút xíu nhưng mà ăn chớ mắm vô mình ăn thì nó đậm đà hơn. Hôm nay hơi mệt cả nhà, mời cả nhà uống ly lon bồ hút nha. Mệt uống bồ hút cho nó khỏe. Mình cắt mình đỡ nè, mình đỡ hai miếng này hai bên giòn. Cái thịt ở bên trong khi mà mặn quay á nha cả nhà, thì cái mỡ của nó ra hết ở dưới cái lò quay á, cho nên nó không có còn béo nhiều nha, nó chỉ béo sơ sơ thôi. Ăn cái này cũng không có sợ mập gì mấy đâu. Đây, mặn mời ông bà cô chú cũng như anh chị em gần xa miếng heo quay nhất hạng Trạng Nguyên. Cái câu nói bất hủ của má má mặn á. Cái rau trứng lộn nè, cái rau răm mà có trứng lộn ăn ngon hết cả nhà.
Lâu lắm rồi mà cũng chưa có ngửi được cái mùi trứng lộn nó ra làm sao. Ở bên này họ không có bán nha cả nhà. Nhưng ở bên Đông Đức á, mặn thì ở Tây Đức, ở bên Đông Đức thì người ta có nhập gì à? Người ta bán lẩu bán chui á cả nhà, mà mặn không có biết. Cái da giòn này nè, chỉ có răng khỏe mới ăn nổi chứ răng giả mặn sợ không biết nha có nổi hay không. Mai mốt mặn già già cái răng mình nó gãy hết rồi đeo răng giả không biết có còn ăn được cái món này hay không. Cái thịt nó mềm, nó dai, nó thơm ngon da vị và nó ngọt nó béo nữa, béo béo sơ sơ thôi. Ngon lắm cả nhà. Bữa nay mà không có mua xà lách nha. Thật sự mà nói á, cái món heo quay này nè, cứ cách vài bữa ăn lần cũng ngán nha cả nhà. Nó ngon. Wow. Uống cái nước mát vô nữa nó đã. Cái bánh hỏi, mặn mua bánh hỏi khô. Ở bên này bán bánh hỏi khô xong rồi mình chế nước sôi mình trụng qua. Cái heo quay này mình làm bánh mì ăn cũng ngon cả nhà. Bánh mì heo quay á. Cái nhà nghe mà nhai không? Nó dùng rụm luôn. Cái nhà thấy sức mặn ăn không? Mặn thèm á. Mặn ăn một cục thịt rồi đó, một cục như thế này rồi. Mà nó chưa có đã cái nư. Nó chưa có cái đã cái bụng. Ăn thêm tí xíu nữa. Cuốn lại. Mặn múc ra. Múc ra chén để mình chấm cho nó khỏi có đổ hành. Hành mặn thắng mặn phi á. Bỏ vô nó thơm. Cuốn cái cuốn bánh nó to hơn cái miệng luôn á. Không biết cả nhà mặn thỉnh thoảng có đăng video của má ở bên nhà, cả nhà ai nhớ má vào xem ủng hộ mặn nha, vào xem ủng hộ cho má.
Mỗi lần mà Mận đăng cái video của má lên đó là má cứ canh, chờ Mận đăng lên là vô coi, coi thử có ai xem không. Đó, má có động lực làm tiếp video nữa nha cả nhà. Ngon quá. Mình cuốn cái bánh hỏi nữa. Giờ nắng chói rồi đó. Đúng ngon đúng no luôn cả nhà. Đúng là người ta nói mình thèm gì á thì mình ăn cái đó mình thấy nó mới ngon. Mà đỡ qua cơn thèm rồi á thì ăn thì nó sẽ không có ngon nha. Thì thôi, cái bữa ăn của Mận cũng đã xong cả nhà. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà đã bỏ chút xíu thời gian xem ủng hộ cái video của gia đình Mận cũng như của Mận và của má Mận ở bên Việt Nam. Thì Mận thay mặt gia đình cảm ơn cả nhà rất nhiều và mến chúc cho cả nhà có một ngày thật là tràn đầy năng lượng và vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, không dám cười, dính nè. Mận ăn mấy cái này á là nó dính răng dữ lắm.